Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với những video bán hàng của shop linh kiện thợ máy anh em nhé. Hôm nay thì em về được một số mặt hàng thợ máy công nghiệp tiếp tục chào bán cho anh em. Anh em mua hàng thì có thể liên hệ em qua số điện thoại là 035 373 0000 hoặc anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ số nhà 28 đường Nguyễn Thanh Cần, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh để kiểm tra và test hàng anh em nhé. Hôm nay thì em có lưu điện này, đó, một số bộ quạt này. À, bộ bàn nâng hạ này, rất là nhiều những tấm mica ở đây anh em nhé. Bơm hút này, bộ bánh xe, một ít bàn dập, lọc nguồn, nhôm định hình. Ở bên này thì cũng là bánh xe, ke góc, tay nắm cửa, bản lề cho anh em. Đó. Ở bên này thì em vẫn còn rất là nhiều chân thép cho anh em này, những tấm lôm nhôm có lỗ này, những bộ quạt của Nhật, của Ấn Độ, của Đức anh em nhé. Có thêm một vài tấm nhôm hình tròn cho anh em về độ chế này. Rồi, trước khi đi vào chi tiết từng sản phẩm thì anh em cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh anh em nhé. Bỏ ra một chút thời gian bấm cho em nút đăng ký kênh giúp em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mã đầu tiên hôm nay lên cho anh em là mã C1, có giá là 450.000 đồng này. Ở đây thì em có những cái tấm, em có một tấm thôi, về được một tấm inox. Đấy, một tấm inox mã C1 nhé. Bốn cạnh thì nó sẽ có những cái cạnh ở bốn góc thì nó sẽ được vát như thế này này, và nó bo như thế này cho anh em nhé. Đây, nó sẽ bo lên là khoảng 3,8 đến 4 cm này. Đó. Inox thì dày là 1 mm anh em nhé. Đấy, tổng chiều dài của nó là 65 cm này, dài là 65 và rộng là 55 cm nhé. Đấy, mã C1 có giá là 450.000 đồng một tấm nhé, 450.000 đồng và em chỉ có một tấm thôi. Đây, mã C1 em có một tấm này, mã C2 em cũng có một tấm này. Và nó cũng 450.000 đồng nhé. Nó khác cái kia là nó lại bo kín góc, bốn góc nó bo kín. Cái kia thì là nó không bo anh em nhé. Đấy, mã C2 kích thước thì y hệt 65x55, bụng cũng 450.000 đồng cho anh em nhé. Ở đây thì em có mã C3 này. Em dưa ra như này cho anh em thấy nó to, và ở đây thì nó sẽ có ba cái lỗ ở đây nhá. Đấy, xong bắt đầu em sẽ zoom vào gần vào cho anh em. Rồi, mã C3 thì sẽ có giá là 3.100.000 đồng một tấm như thế này. Tấm này thì có đường kính là 80 cm này, và độ dày của nhôm nó sẽ là 2,5 cm anh em nhé. Độ dày là 2,5 cm và đường kính 80 cm. Đấy, giá là 3.100.000 đồng mà em chỉ có một tấm thôi anh em nhé. Đây, anh em có thể nhìn thấy nó rất là to này. Đấy. Rồi, tiếp theo ở đây là em có một tấm khác này, mã C4 này. Đây, mã C4 này thì sẽ có giá là 980.000 đồng cho anh em nhé. Đường kính của nó là 75 cm và độ dày nhôm là 1 cm nhé. Đây, nó sẽ có những cái lỗ như thế này cho anh em nhé. Đấy, nó vẫn là hình tròn rìa xung quanh này. Đấy, và bên trong thì nó sẽ có những cái lỗ đối xứng nhé. Đấy, cái lỗ hình dáng đối xứng rất là lạ cho anh em. Đó, mã C4 nhé, sẽ có giá là 980.000 đồng, đường kính là 75 và độ dày là 1 cm nhé. Tiếp theo là mã C5 này, có giá là 1.600.000 đồng tấm này nhé. Đường kính là 70 cm và độ dày nhôm là 1,5 cm nhé. Ở đây thì nó có bị như thế này, bên này cũng như thế, có nghĩa là nó bị khoét một vị trí này, hai vị trí này, ba vị trí, bốn vị trí và ở giữa một vị trí là năm vị trí nhé. Đây, như thế này cho anh em thấy, nhìn thấy này, dễ dàng này. Đó, mã C5 1.600.000 tấm này cho anh em nhé, tấm nhôm tròn này.
Rồi tiếp theo mã C6 sẽ có giá là 950.000 đồng này. Tấm này thì đường kính là 52 và độ dày là 1,4 cm nhé. Đây anh em mới nhìn thấy này. Đấy, nó bị ở khuyết một chút ở đây, bị cắt nhé. Và một chỗ đây, nó bị cắt hai chỗ này. Đó, anh em nhìn như thế này thì thấy này, ở giữa vẫn có lỗ nhé, để người ta cố định nhé. Đấy, mã C6 này, 950.000 đồng cái tấm này cho anh em nhé. Đường kính 52 và độ dày là 1,4 cm, khá là nặng anh em lưu ý. Mã C6 cho anh em 950.000 đồng. Tiếp theo lên cho anh em mã C7 có giá là 1 triệu này. Đường kính của nó vẫn là 52 và độ dày của nó là 1,5 cm nhé. Và con này nó chỉ có một cái lỗ ở giữa thôi. Còn lại thì là rất là đẹp. Đó. Mã C7 nhé, 1 triệu tấm này cho anh em. Dày 1,5 cm nhé, hàng khá là nặng anh em nhé. Rồi tiếp theo ở đây là mã C8 này, sẽ có giá là 550.000 đồng cho anh em. Đường kính của nó là 77 và độ dày là 1 cm. Hình thức nó sẽ như thế này. Đấy. Mã C8 anh em nhé, 550.000 đồng, đường kính 77 và độ dày là 1 cm cho anh em. Rồi tiếp theo lên cho anh em mã C9 có giá là 620.000 đồng này. Ở đây thì em có những con quạt MB Bass của Đức này, Made in Germany nhé. Điện sử dụng là 230V này. Công suất là 64 đến 80W cho anh em nhé. Ở đây nó sử dụng một con tụ này và anh em cắm điện vào vị trí LN, điện 220V vào sử dụng nhé. Ở đây khung của nó sẽ có đường chiều dài là 22,5 cm này. Rộng của nó cũng là 22,5 nhé. Và độ dày của nó là 8 cm cho anh em này. Khung được làm bằng nhôm này và cánh được làm bằng sắt nhé. Đấy em búng anh em nghe có thể nghe thấy tiếng. Đó. Cánh được làm bằng sắt cho anh em nhé. Đấy. Mã C9 có giá là 620.000 đồng một cái này cho anh em này. Đấy anh em lưu ý nhé, hàng tháo máy này, hình thức này, nhiều khi nhôm nó có sẽ bị xỉn màu và bị oxy hóa một chút như thế này nhé. Đấy. Đây và sẽ ở đây thì cái này thì nó sẽ sản xuất tại Đức này. Đấy. Và sẽ có cái thì nó sẽ sản xuất tại Ấn Độ này. Đây. Made in India này, Ấn Độ anh em nhé. Và sẽ có những cái sản xuất tại Ấn Độ nhé. Đấy. Cũng 230V và 64W. Đấy. Anh em lưu ý nhé, hàng thao máy thì chắc chắn là nó đã sử dụng rồi thì những cái nhôm nó đã có bị oxy hóa một chút nhé. Đấy. Rồi, mã C9 này, đó, em giao ngẫu nhiên cho anh em nhé. Đấy, giá là 620.000 đồng một cái. Rồi, tiếp theo mã C10 có giá là 590.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con quạt Oris của Nhật nhé. Hàng này thì nó đẹp hơn. Đấy, nó đẹp hơn con này. Nó nhỏ hơn nữa nhé. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 18 này. Rộng cũng là 18 và độ dày là 9 cm nhé. Hàng của Nhật Bản. Đấy, điện sử dụng là 220V. Đấy. Công suất của nó phải là, nó lớn khoảng là 100 đến 150W anh em nhé. Đấy. Đấy, 0,6A nhân với 50V. 6530. Đó. Rồi, giá mã C10 có giá là 590.000 đồng một bộ này. Ở đây thì nó có một cái chiết áp điều chỉnh cho tốc độ quạt anh em nhé. Quạt thì bằng khung bằng nhôm mà cánh bằng nhựa thôi. Đấy. Rồi, mã C10 590.000 đồng một quạt của Nhật nhé. Quạt của Nhật thì có dây đầy đủ cho anh em nhé. Quạt của Nhật thì nó nguyên dây đầy đủ.
Tiếp theo lên cho anh em mã C11 có giá là 150.000 đồng một cái chân bằng sắt như này này, chân bằng thép nhé. Hai đầu thì có đế này và ở giữa thì có một cái trục giữa nhé. Tổng chiều dài của nó sẽ là 25 và đường kính là 10 cm anh em nhé. Đường kính là 10 cm cái mặt này này. Còn đứng đường kính cái trụ ở giữa nó sẽ là 4 cm nhé. Mã C11 150.000 đồng một cái nhé, em có hai cái này. Mã C12 là 160.000 đồng. Nó dài hơn thôi, dài 30 cm, còn tất cả các thông số nó như nhau nhé. Mã C12 là 160.000 đồng cái này cho anh em. Tiếp theo mã C13 sẽ có giá là 180.000 đồng này. Con này thì nó lại dài tận là 40 cm. Đường kính vẫn là 10 nhé. Và đường kính trụ ở giữa này nó vẫn là 4 cm cho anh em. Mã C13 180.000 đồng một cái như thế này. Và em chỉ có một cái này thôi nhé. Rồi, tiếp theo mã C14 có giá là 230.000 đồng một tấm này. Ở đây thì em có những cái tấm nhôm mà được cắt những cái lỗ sẵn như thế này, giống như tổ ong anh em nhé. Chiều dài là 30 cm này, rộng là 25,5 này, và độ dày là 12 mm, 1,2 cm. Mã C14 có giá là 230.000 đồng một tấm này này. Tiếp theo mã C15 có giá là 220.000 đồng một chân thép này. Chân thép có chiều cao là 19 cm nhé. Mặt bên trên có kích thước là 21 này, rộng là 12 này. Mặt bên dưới có kích thước là dài 24 này và rộng là 11 này. Đó. Mã C15 có giá là 220.000 đồng một chân này nhé. Anh em cần bao nhiêu chân thì có thể inbox qua Zalo cho em nhé. Đây, ở đây thì có thêm một cái chân rất là to, anh em đợi em một chút, em dẹp chỗ để lăn nó xuống nhé, vì nó khá là nặng. Ở đây thì mã C16 sẽ có giá là 490.000 đồng một cái chân này nhé. 490.000 đồng cái chân này. Ở đây thì em có cái chân thép có chiều cao là 31,8 này. Em cho là 31,5 đi, 31,5 cm nhé. Mặt này có kích thước là 20,5 này nhân với 11 cm nhé. Và mặt bên dưới này nó sẽ có chiều dài là 56 nhân với 11 cm anh em nhé. 56 nhân với 11 cm. Đó, mã C16 có giá là 490.000 đồng một chân này. Ở đây tiếp theo là mã C17 này sẽ có giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng ở đây thì có rất là nhiều những cái miếng nhôm màu đen. Có hình dáng như thế này. Được anode màu đen cho anh em nhé. Ở trên thân thì có một ít lỗ như thế này này. Chiều dài em tính cả đến đầu này nhé, nó sẽ là 4,3 này và chiều rộng là 3,2. Độ dày là 1 cm. 100.000 đồng ở đây thì khoảng 2, 4, 6, 8, 10. Nó hơn 30 miếng ở đây anh em nhé. Phải tầm 35 miếng đấy. Mã C17 100.000 đồng cho anh em nhé. Tiếp theo là mã C16. Ở đây thì lúc nãy em lên một mã C16 rồi. Em lên nhầm một mã nhé. Em ghi trùng mã nhau ấy. Thì em sẽ chỉnh cái mã này. Anh em đợi em một chút nhé. Đây em chỉnh là C16B đi. Cái mã kia là mã A đi. Đó. 90.000 đồng. Kích thước thì nó như cái này thôi. Nó chỉ khác nhau màu thôi. Đấy. Và 90.000 đồng thì ở đây cũng được khoảng 30 cái nhá. 30 cái mã C16B. Đó, 90.000 đồng.
Tiếp theo mã C18 sẽ có giá là 100.000 đồng 3 cái này. Ở đây thì em có những cái miếng nhôm nguyên khối như thế này này, rất là dày nhé. Tổng chiều dài là 10 cm này, rộng là 5,5 và độ dày là 2 cm. Đây, mã C18 có giá là 100.000 đồng 3 miếng. Ở đây thì có những cái lỗ cho anh em có thể bắt ốc này, đó. Mã C18 100.000 đồng 3 miếng này nhé. Tiếp theo mã C19 có giá là 100.000 đồng cũng 3 cái này. Ở đây thì em có những cái chốt cửa bằng nhôm đúc nguyên khối nhé. Ở đây là trục thép cho anh em nhé. Đấy, kích thước đế nó là 4 này, rộng là 3 cm, độ dày là 1 cm nhé. Ở trên đế thì có hai cái lỗ ở đây này. Đấy, anh em nhìn như thế này thì có thể thấy này, hai lỗ ở đây cho anh em bắt ốc xuống dưới nhé. Đấy, độ cao của nó lên tận là 4 cm và dày là 2 cm cho anh em này. Đó, cái trục này thì nó đường kính là 12 mm nhé, cái chốt này. Đó, 12 mm cái chốt nhé. Đấy, mã C19 100.000 đồng 3 cái chốt này. Tiếp theo mã C20 có giá là 100.000 đồng 4 cái này. Em có những cái chân chữ Y như thế này. Tổng chiều cao là 9 cm này, rộng là 5 và độ dày là 2 cm nhé. Mã C20 100.000 đồng 4 cái. Tiếp theo mã C21 có giá 80.000 đồng 2 cái ke hình chữ L như thế này. Rất là dày và rất là mới, rất là đẹp luôn nhé. Ke bằng nhôm cho anh em. Đấy, bề rộng là 62 mm, có nghĩa là 6,2 cm này. Chiều dài là 8 và chiều này là 5 cm nhé. Đấy, độ dày của cái này là 1,8 và cái này là 1,3 cm này. Đó. Mã C21 80.000 đồng 2 cái nhé. Ở đây em có 4 cái này. Tiếp theo mã C22 có giá là 100.000 đồng 5 miếng như thế này cho anh em. 100.000 đồng 5 miếng này nhé. Tổng chiều dài là 12 cm này, rộng là 4,8 này và độ dày là 12 mm, 1,2 cm. Đấy, hình thức thì nó sẽ có những cái lỗ như thế này. Mã C22 100.000 đồng combo này cho anh em nhé. 5 miếng này em chỉ có một bộ combo này duy nhất thôi. Mã C22 cho anh em 100.000 đồng. Tiếp theo lên cho anh em mã C23 có giá 50.000 đồng này. Ở đây thì em có những cái ke góc nhôm như thế này. Hình thức thì nhiều chỗ nó hơi bị xấu xấu một chút như thế này anh em nhé. Bề rộng này nó sẽ là 7 cm này. 7 cm này. Chiều này là 3,3, chiều này nó cũng là 3,5 này. Chiều này là 3,3 và chiều này là 3,5 cho anh em nhé. Độ dày của nó là 8 mm nhé. Mã C23 50.000 đồng, ở đây có 6 cái này. 2, 4, 5 cái này thì giống nhau này. 5 cái này giống nhau và một cái này nó hơi khác một chút nhé. Đấy, tổng là 50.000 đồng 6 cái mã C23 cho anh em nhé. Rồi, tiếp theo mã C24 có giá là 100.000 đồng 6 cái này. Ở đây thì em có những cái tay nắm nhôm. Đấy, của Bujon Hàn Quốc nhé. Đấy, tổng chiều dài là 12 cm, độ dày là 1 và chiều cao là 3 cm nhé. Được anode màu đen. Mã C24 100.000 đồng 6 cái tay nắm này. Đây. Rồi, tiếp theo mã C25 có giá 50.000 đồng một thanh này. Ở đây thì em có những cái thanh đồng tiếp địa nhé. Ở đây thì thanh đồng tiếp địa cho những cái tủ điện này, được tháo trên những cái tủ điện của Hàn Quốc nhé. Tổng chiều dài ở đây là 14 cm này. Bề rộng là 2 cm và độ dày là 5 mm nhé. Thanh đồng đỏ nhé. Thanh này là thanh đồng đỏ dẫn điện rất là tốt cho anh em nhé. Ở trên thân này nó đã được khoan sẵn lỗ và taro sẵn gen rồi anh em, về chỉ việc gắn ốc phù hợp thôi nhé. Ở hai đầu này, hai đầu thì có hai cái lỗ để cho anh em có thể bắt ốc xuống vào cái tủ điện nhé. Đó. Mã C25 50.000 đồng một thanh cho anh em nhé. Tiếp theo mã C26 có giá là 10.000 đồng 2 cái này. Ở đây thì em vẫn có số lượng những cái ôm ống như này. Anh em về có thể chế những cái ôm ống như này cho anh em nhé. Đó, chỉ việc là bắt con vít vào đây, nó xuyên qua hai cái ôm này để bắt vào tường thôi. Ở đây thì nó ôm được ống là 27 trở lên anh em nhé.
ôm từ ống 27 trở lên anh em nhé. Ống nhỏ hơn 27 thì nó không ôm được. Tổng chiều dài của nó sẽ là 11,5 này, rộng là 3,7 này và độ dày là 1,5 cm, nó bo cong 1,5 nhé. Còn độ dày thép này là 1-2 mm cho anh em. Mã C 26 10.000 đồng hai cái này cho anh em nhé. Tiếp theo mã C 27 có giá là 70.000 đồng một cái này. Ở đây thì là những thanh đồng tiếp địa thôi. Con này nó dài hơn nhé. Nó dài hơn con không có ốc này. Con này là đầy đủ ốc. Con này nó dài tận 15 cm này. Còn bề rộng là 2 và độ dày là 5 mm thì nó cũng giống thôi. Ở đây thì nó khác một cái là nó sẽ đầy đủ ốc như này cho anh em này. Đấy, nó đầy đủ ốc như này cho anh em nhé. Đấy. Mã C 27 70.000 đồng một thanh nhé. Mã C 27. Rồi, tiếp theo mã C 28 có giá là 150.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái khóa inox 316 cho anh em nhé. Khóa inox 316. Đầu này thì có đầu ống nối mềm SMC ống 12 và đầu này thì là cái ống chuyên dụng của bên nước ngoài nhé. Anh em có thể tháo cái ống này bằng con mỏ lết và tháo cái đầu này để dùng hai ống 1/2. Đấy, cái đầu nối hai đầu 1/2 để sử dụng nhé. Đấy, rất tiện sử dụng trong gia đình, vẫn có thể sử dụng được vì nó là ống thông dụng mà. Đấy, khóa inox 316 nhé, mã C 28 150.000 đồng một cái cho anh em. Tiếp theo mã C 29 có giá 90.000 đồng hai cái này. Ở đây thì em có hai cái chân nhôm như thế này. Đấy, tổng chiều cao hoặc chiều dài là 22,4 cm này, rộng là 5 và độ dày là 2 cm cho anh em nhé. Đấy, hình thức nó sẽ như thế này. Đó, mã C 29 90.000 đồng hai cái cho anh em nhé. Anh em mua hai cái thì phí ship bên em nó chỉ là 19.000 đồng cho anh em thôi, rất là rẻ cho anh em nhé. C 29 90.000 đồng hai cái nhé. Tiếp theo ở đây là mã C 30 có giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng một bộ 4 bánh AC 300 Carry Master của Hàn Quốc nhé. Mặt của nó có kích thước là 7,4 x 7,4 cm nhé. Chiều cao bánh là 8 cm nhé. Đường kính bánh ở đây là 5 và bề rộng bánh ở đây là 2,2 cm. AC 300C, mã C 30 có giá là 300.000 đồng một bộ nhé. Hình thức thì đã qua sử dụng rồi nên hình thức bánh nó có hơi xấu một chút nha anh em nhé. Đó. AC 300 300.000 đồng một bộ luôn. Mã C 30 luôn anh em nhé. Tiếp theo mã C 31 có giá 90.000 đồng này. Ở đây thì em có những cái tay nắm bằng nhôm và có cái ốp bằng nhựa nhé. Con tay nắm này thì có cái có ốc và có cái bị thiếu ốc anh em nhé. Đây, sẽ có cái có ốc và sẽ có cái thiếu ốc. Ở đây thì em bán cho anh em với giá 90.000 đồng. 90.000 đồng thì anh em sẽ được 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái nhé. 90.000 đồng mới được 11 cái. Đó, nó chỉ ra khoảng mấy nghìn một cái rồi được làm bằng nhôm. Đấy. C 39 90.000 đồng cho anh em nhé. Xin lỗi anh em. C 31 có giá 90.000 đồng. Ở đây là 11 cái nhé. Tiếp theo ở đây là mã C 32 có giá là 60.000 đồng 4 cái này. Một bộ 4 cái bản lề này. Hàng của Bujong Hàn Quốc nhé. Kích thước bản lề ở đây là 60 x 70, có nghĩa là 6 cm nhân với 7 cm nhé. Đấy. Độ dày là 5 mm cho anh em. Hình thức hàng tháo máy rất là mới. Mã C 32 có giá là 60.000 đồng một bộ 4 cái này. Tiếp theo mã C 33 có giá là 50.000 đồng một bộ 4 cái này. Vẫn là những cái bản lề bằng nhôm của Bujong Hàn Quốc, của Bujong Hàn Quốc sản xuất thôi. Nhưng mà con này được anode màu đen nhé. Kích thước là 60 x 60, có nghĩa là 6 x 6 cm nhé. Và độ dày nó vẫn là 5 mm cho anh em. Mã C 33 có giá là 50.000 đồng một bộ 4 cái nhé. Rồi tiếp theo mã C 34. Ở đây thì em có 2, 4, 5, 6 cái ke góc cho thanh nhôm là 3 nhé. Và thêm 4 cái ke góc ở đây. Một cái là 3 x 6 này, có nghĩa là cho thanh nhôm 6. Và một cái này thì cho thanh nhôm 6 luôn. Thanh nhôm 6 nhưng loại nhỏ hơn một chút nhé. Đấy. Có nghĩa là tổng là 2, 4, 6, 8, 10.
10 cái kia góc có giá là 60.000 đồng, mã C34 nhá, ở đây. Rồi, tiếp theo mã C35 này, ở đây thì em có bộ bản, mỗi cái bản lề rất là to này, hàng vẫn là của Bujon Hàn Quốc thôi. Đây, hàng Bujon của Hàn Quốc nó rất nó chuyên ra là bản lề này, tay nắm cửa này, đó, rất là nhiều. Ở đây thì có một cái ốp bằng inox này, nó sẽ che được những 3, 4, 5 cái lỗ để cho anh em bắt bắt ốc lên tường, lên thiết bị để làm cánh cửa này. Anh em đậy lại này và bấm mạnh xuống là nó sẽ làm cái phập một cái xuống nhá. Đấy, bằng inox che rất là đẹp. Đấy, anh em sẽ gập lại được như thế này này. Đó, hình thức nó gập sẽ chỉ được như thế này cho anh em thôi nhá. Đây, em sẽ tháo ra một cái này. Đấy, một bên như thế này cho anh em này, nó sẽ gập được, chỉ gập được như thế này. Đấy, hình chữ V như thế này thôi. Đó, bản lề rất là to, bản lề nhôm được mạ một lớp rất là bóng anh em nhé. Tổng chiều dài bản lề nó tận là 11,7 cm này. Đấy, chiều rộng toàn bộ của nó là 10 cm nhé. Đấy, và độ dày là 1 cm cho anh em, độ dày là 1 cm. Mã C35 120.000 đồng một cái bản lề này, này. Đây anh em nhìn cái bàn tay của em nó to hơn cái bàn tay luôn này. Đó. Mã C35 120.000 đồng một cái cho anh em nhé. Tiếp theo ở đây là mã C36 có giá là 80.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái tay nắm cửa này, nó cũng là của hãng Bujon sản xuất này. Đấy, rất là nhiều. Còn bản lề con tay nắm này thì nó có thể gập được anh em nhé. Đây, nó có thể gập xuống như này và bật lên như thế này. Đó. Tổng chiều dài toàn bộ của nó sẽ là 11,5 cái phần tay nắm nhá, và cả phần đế này. Cả phần đế nó sẽ là 14,5 cm nhé. Đấy, độ dày của nó sẽ là 13 mm. Và chiều cao toàn bộ tay là 4,5 cm khi mà chưa gập nhé. Còn khi mà nó gập xuống này, nó đang không có lực nên mà nó sẽ, nó gập nó hơi chắc. Khi mà nó gập xuống nó chỉ còn 2 cm thôi anh em nhé. Đấy, mã C36 có giá 80.000 đồng một cái nhé. Đấy, bản lề này thì nó được làm bằng bản lề nhôm anh em nhé. Bản lề này được làm bằng nhôm cho anh em nhé. Đó, mạ một lớp mà sáng bóng như thế này, rất là đẹp. Mã C36 80.000 đồng một cái cho anh em nhé. Rồi, tiếp theo mã C37 có giá là 100.000 đồng một cái này. Ở đây thì em cũng có cái những bản lề nhưng mà nó thiếu cái ốp inox bên trên nhé. Nó thiếu một cái ốp bên trên. Thế nên mà giá của nó là chỉ là 100.000 đồng một cái thôi. Chiều dài thì là 11,7 này. Chiều rộng là 10 này. Và độ dày nó cũng là 1 cm anh em nhé. 1 cm cho anh em. Đấy, nó vẫn là những cái bản lề gấp như thế này, rất là đẹp. Hàng bản lề nhôm tháo máy rất là đẹp cho anh em nhé. Đó, hình dạng như một cái cánh chim này. Đó, nó được thiết kế rất là đẹp. Mã C37 100.000 đồng một cái này cho anh em nhé. Nó thiếu một cái ốp inox thôi. Tiếp theo mã C38 có giá là 100.000 đồng 30 cái này. Ở đây thì em có những cái ke góc nhôm cho thân nhôm định hình kích thước là 4x4 cho anh em nhé. 4x4 cho anh em. Anh em nào mua nhôm định hình 4x4 thì dùng những cái ke góc này sử dụng rất là vừa vặn. Đó. C38 100.000 đồng 30 cái ke góc nhé. Tiếp theo mã C39 có giá là 50.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái chốt cửa này. Anh em nhìn thấy không? Anh em gạt như thế này nhé. Tất cả này được làm bằng inox này và bằng đồng nhé. Đấy, cái này cho anh em đáng để sưu tầm cho anh em thôi. Anh em nào chơi trưng bày rất là đẹp, hoặc là anh em vẫn có thể sử dụng được bình thường nhé. Tổng chiều dài toàn bộ của nó là 9,5 cm này, bề rộng là 4,2 và độ dày là 1,5 cm nhé. Đấy, tay được làm bằng inox nhé. Đấy, tay gạt được làm bằng inox, nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đấy, còn cái chốt được làm bằng đồng này. Đấy, cái cục này chắc chắn là cục đồng rồi anh em nhé. Đó, rất là đẹp. Mã C39 50.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em chỉ có 2, 4, 6, 8 cái thôi.
Tiếp theo mã C40 có giá 90.000 đồng một cái này. Ở đây thì em mình con lô bằng inox. Đấy. Chiều dài của nó là 35,5 cm nhé. Chiều dài là 35,5 cm. Đó là em tính cả trục rồi. Đấy, cái phần lăn, con lô lăn là 30,5 cm này. Đó. Đấy, đường kính trục ở đây nó sẽ là 15mm. Và đường kính con lô ở đây là 34mm. Đấy, 3,4 cm nhé. Đấy. À, hai vòng bi hai đầu được làm bằng chất liệu thép và của Nhật Bản sản xuất. Đấy. Đấy. Mặt trên nó là bằng inox anh em nhé. Toàn bộ còn lại là trục bằng inox này. Và cái ôm, cái ống lăn này nó cũng là inox nhé. C40 90.000 đồng một cái cho anh em. Tiếp theo mã C41 có giá là 420.000 đồng một bộ. Ở đây thì em có hai bộ AC600 Karimaster này. Đấy, mặt bên trên có kích thước là 9x9 cm nhé. Đấy, tổng chiều cao là 10 cm. Đường kính bánh là 6,2 cm đi, cho là 6 cm. Và bề rộng bánh ở đây là 2,8 cm nhé. Có chân tăng chỉnh ở đây này. Đấy, hàng thao máy thì chắc chắn nó sẽ có xước sát. Và đã qua sử dụng rồi thì nó sẽ có xước sát anh em nhé. Mã C41 420.000 đồng một bộ AC600 Karimaster này. Em có hai bộ nhé. Rồi, tiếp theo mã C42 có giá là 170.000 đồng một thanh này. Ở đây thì em có những thanh nhôm định hình kích thước 4x4 này. 4x4 nhá. Và cái mặt này thì nó được bo cong này, anh em nhìn thấy nhá. Nó được bo cong và thanh nhôm rất là dày. Đấy. Tổng chiều dài của nó là 90cm anh em nhé. 90cm cho anh em. Đây, tổng chiều dài của nó là 90cm nhé. Đấy. Giá là 170.000 đồng một thanh mã C42. Ở đây thì anh em về có thể chế được những cái tủ mà có những cái cạnh tròn để tránh bị va đập vào tay, va đập vào người nhé. Đấy. C42 170.000 đồng một thanh cho anh em. Rồi, tiếp theo mã C43 có giá là 70.000 đồng một thanh. Ở đây thì những thanh nhôm định hình kích thước là 4x4 và tổng chiều dài là 44cm nhé. 44cm đây. Đó. Mã C43 70.000 đồng một thanh như thế này cho anh em nhé. Đấy, ở đây thì cái những cái thanh này này anh em mua về này, anh em cắt đôi đây. Đó. Ở đây thì anh em cắt đôi ra thành anh em mua hai thanh cắt đôi thành 4 thanh đúng không? Cắt đôi nó sẽ thành 4 thanh thì được làm 4 cạnh nhá. Và anh em mua 8 cái thanh này anh em ghép lại thành một cái tủ. Cái tủ hình vuông, cái tủ thuốc hình vuông anh em treo tường rất là đẹp nhé. Đấy, đó, đây anh em có thể ghép vào đây, 4 cạnh như thế này nhé. Đấy, thành một cái tủ thuốc. Đấy, anh em có thể kết hợp những cái thanh nhôm này này với những cái tấm mica ở đây. Đấy, ngoài ra thì có những cái kè góc mã C38 thì nó là vừa cho những cái thanh nhôm định hình kích thước 4x4 như này. Đấy, anh em nhìn thấy nhé, nó chỉ cho nó lọt vào khoảng 2mm để tránh nha, xấu nha. Đây, với kết hợp như thế này anh em mua. Đấy, anh em mua làm kết hợp như thế rất là đẹp. Anh em là mua một ít làm những cái tủ thuốc mini rất là đẹp anh em nhé. Kết hợp giữa mica nhôm bên em. Đấy, rất là tiện. Đó. Rồi, ok nhé, mã C42 170.000 đồng một thanh nhé. Đấy, mã C43 70.000 đồng một thanh cho anh em nhé. Mã C43 70.000 đồng một thanh. Rồi, tiếp theo mã C44 này có giá là 780.000 đồng một bộ 4 bánh nhé. Ở đây thì em có những bộ bánh của Foma. Đấy. Đây, Foma này, đó. Hàng Foodmaster nhé. Đây, bánh Foodmaster nhé. Đấy, mặt bên trên có kích thước là 11,5 này, rộng là 10cm nhé. Đấy, bánh thì có đường kính là 10cm và bề rộng bánh là 5cm nhé. Đây. Bánh này thì hầu như là nó chưa sử dụng đâu. Ở đây là bụi thôi. Đây, nhìn nhá, em lau qua bằng tay qua nó cũng sạch này. Đó. Hàng rất là đẹp. Đấy, bánh đúc và sử dụng bằng bạc đạn bên trong anh em nhé. Quay rất là êm này. Đó, con này thì bánh này thì chắc chắn là nó sẽ không có chân tăng chỉnh giống như bộ khác rồi. Nhưng mà chịu tải của nó rất là lớn nhá. Có vị trí bơm dầu vào này.
Đó. Mã C44 có giá là 780.000 đồng một bộ 4 bánh nhé. Em chỉ có một bộ thôi. Tiếp theo mã C45 có giá là 150.000 đồng một bộ này. Ở đây thì em có những bộ bản dập như thế này. Đấy, ở đây thì có một cái trục dập này và hai cái ti trượt ở đây này. Đó. Kích thước bộ này thì nó sẽ chiều dài là, xin lỗi anh em, chiều rộng là 22 và chiều dài ở đây là 19 nhé. 19 nhân 22, em không tính cái đế này đâu. Em không tính cái lòi ra đây đâu. Tính cả nó lòi ra thì nó sẽ là 21,5 nhân với là 22 cm. Đấy, ở đây thì có những cái chốt như kiểu là bản lề nhá, để anh em có thể lật vào bên trong, có thể để đồ ở bên trong anh em nhé. Bên trong anh em có thể để đồ. Đấy. Độ dày đế ở đây nó sẽ là 6 cm này. Và tổng chiều cao toàn bộ nó lên đến đầu dập nó sẽ là 29 đến 30 cm nhé. Nó khoảng khoảng như thế thôi anh em nhé. Tất cả được làm bằng phíp. Đấy. Mã C45 có giá là 150.000 đồng một bộ nhé. Rồi, mã C46 cũng 150.000 đồng một bộ. Kích thước nó khác hơn một chút nhé. Đấy, chiều này nó sẽ là 22, dài 22 mà rộng chỉ có 18 thôi. Đấy, nếu mà tính cả cái đế, cái đuôi của nó này, nó sẽ là dài là 25 và rộng 18. Và chiều cao của nó cũng chỉ khoảng là 30 cm nhé. Đấy, cái hộp này có cái đường, có chiều cao là khoảng 7,5 cm cho anh em. Nó cũng là một bàn dập này. Đấy, và hai cái ti ở đây này, đấy, anh em nhìn thấy nhé. Hàng thì tháo máy thì chắc chắn là đi qua, người ta có thể để ngoài trời thì chắc chắn là những cái trục này nó sẽ có han rỉ này. Anh em về khéo tay có thể đánh lại, mài lại, sử dụng vẫn là ok cho anh em nhé. Anh em về chơi cháo nhé. Mã C46 150.000 đồng một bộ cho anh em nhé. Đây anh em có thể cơ cấu này, hai bộ như nhau nhé. Đây anh em có thể cho tay xuống dập, cho tay xuống dập như thế này. Đó. Mã C46 150.000 đồng một bộ cho anh em. Rồi tiếp theo mã C47 có giá là 1 triệu 9 một cái này. Ở đây thì em có những con motor hút, gọi là hút chân không anh em nhé. Motor hút chân không, hãng Becker, sản xuất năm 2021 của Đức sản xuất anh em nhé. Điện sử dụng là 220V, cắm trực tiếp thôi. Công suất của nó là 180W nhé. Và công suất hút của nó là 4,1 mét khối trên giờ nhé. Mắc của nó là 150M3. Đấy, hàng của Đức sản xuất anh em nhé. Khá là nặng, con này tận mười mấy kg một con rồi. Đó. Rồi tổng chiều dài của nó này sẽ là 22 cm này. Chiều cao là khoảng 14 và chiều rộng là khoảng 15 cm nha, em tính cả cái hộp điện này anh em nhé. Mã C47 1 triệu 9 một cái motor hút này cho anh em nhé. Ở tiếp theo mã C48 này có giá là 950.000 đồng một cái bàn nâng hạ này này. 950.000 đồng một bàn nâng hạ này nhé. Bàn nâng hạ thì nó có cái tay quay ở đây. Kích thước bàn nâng hạ ở đây là 39,5 cm chiều dài này. Chiều rộng là 25 này. Và chiều cao ở đây là 12,5 cm. Đấy. Ở đây thì nó có thể vặn và nâng hạ lên được khoảng là 30 cm nhé. Hành trình của nó đi được là khoảng là 19 cm thì nó sẽ nâng lên được đúng 19 cm nữa nha anh em nhé. Đấy. Rồi, mã C48 có giá là 950.000 đồng cái bàn nâng hạ này. Nó khá là nặng anh em nhé. Khá là nặng. Tiếp theo mã C49 có giá là 690.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con lọc nguồn của Hàn Quốc này, Made in Korea nhé. Nó sử dụng điện là AC 250V và công suất là 80A cho anh em về làm tổng gia đình nhé. Vỏ được làm bằng inox cho anh em nhé. Con này thì chỉ có một tầng lọc thôi. Tổng chiều dài của nó sẽ là 23 này. Chiều rộng là 11,5 và độ dày là 7,5 cm nhé. Mã C49 690.000 đồng một cái nhé. Em còn một ít nữa thôi anh em nhé. Tiếp theo mã C50 có giá là 420.000 đồng một cái này. Ở đây thì là em có những con lọc nguồn 250V 30A. Con này thì lại là hai tầng lọc nhé. Hàng cũng là của sản xuất của Hàn Quốc thôi. Hai tầng lọc 30A cho anh em.
Chiều dài là 23,5 này, rộng là 11,5 và chiều cao ở đây là 7,5 cm nhé. Mã C50 có giá là 420.000 đồng một cái lọc nguồn như thế này cho anh em nhé. Rồi, ở đây thì em có một bộ quạt mã C51 này. Mã C51 sẽ có giá là 520.000 đồng một bộ nhé. Quạt này thì là quạt của Đức, MB Bass là thương hiệu nổi tiếng của Đức rồi. Công suất là 275W, tốc độ là 1.100 vòng trên phút nhé. Đấy, hàng khách Make in Game ID. Nó sẽ gồm một bộ điều khiển này. Đấy, một cái jack cắm này, một cái jack cắm như này anh em về vặn hai con ốc này đấu sợi dây điện dài ra để cắm điện sử dụng nhé. Đấy, và anh em sẽ điều khiển ở đây. Đấy, dây điện này này cắm ở đây và có một cái jack ở đây. Anh em có thể cắm vào cái dây điện này. Đó, cắm jack vào đây là sử dụng thôi. Đó. Đường kính quạt ở đây nó sẽ là 32 cm nhé. Và độ dày quạt này nó sẽ là khoảng 10 cm. Đấy. Nguyên lý hoạt động của nó là nó sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ và hút khí ở giữa, tỏa khí ra hai bên. Đấy. Một bộ mã C51 có giá 520.000 đồng một bộ quạt của Đức nhé. Rồi, tiếp theo ở đây thì em có những con lưu điện ABC công suất là 750 VA. Công suất thực tế của nó là 500W anh em nhé. Công suất thực tế của nó là 500W. Đấy, điện cho ra xin chuẩn 100% như điện lưới. Kích từ điện ắc quy 24V, sử dụng hai bình ắc quy 24V lên anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý nhé. Chờ anh em mà hay sử dụng những thiết bị mà lưu điện mà máy tính làm việc các cần lưu lại những file hệ thống ấy, thì nhà mà sử dụng con lưu điện đấy, để lưu lại anh em nhé. Đấy, mã C52 600.000 đồng một con lưu điện này. Hàng chưa bao gồm ắc quy anh em nhé. Anh em lưu ý hàng chưa có ắc quy đâu. Tổng chiều dài của lưu điện là 36 cm này, rộng là 14 này và chiều cao là 16 cm anh em nhé. 16 cm. Rồi, tiếp theo ở đây thì em có rất là nhiều những cái tấm mica nhé. Anh em để ý thông số cho em nhé, vì em chỉ ghi thông số thôi. Rất là nhiều kích thước giống khác nhau và em chỉ có mỗi loại mỗi tấm thôi, nên mà anh em để ý giúp em nhé. Rồi, ở đây thì tấm mica số 1 này có giá là 110.000 đồng. Dài là 67, rộng 38 và dày là 5 mm nhé. Đấy. Hình thức hàng tháo máy thì có những cái chỗ khoan lỗ này. Ở đây này, anh em lưu ý nhé. Hàng ở công ty họ cắt tay nhé, thì nó hơi lệch một chút. Ví dụ là 67 thì ở đây này, 38 thì thực ra là nó phải tầm 38,2, 38,5 nhé. Vì em sẽ trừ hao những cái vị trí nó hơi cong một chút. Đấy. Đó. Vì cắt bằng tay không chuẩn nên mà nó hơi móp méo một chút nhé. Thế nên mà em sẽ trừ hao cái kích thước chiều dài, chiều rộng khoảng 5 mm. Em làm tròn xuống nhé. Ví dụ 38,5 thì em làm tròn xuống 38 và 67,5 thì em làm tròn xuống 67. Để cho anh em có thể về, có thể nắn chỉnh lại và cắt lại một chút để cho nó phù hợp với kích thước mình cần nhé. Rồi, mã số 1 110.000 đồng, kích thước 67 x 38 và dày 5 mm nhé. Rồi, tấm mica mã số 2 này có giá là 110.000 đồng nhé. Dài 69 cm, rộng 35 và dày 5 mm. Rồi, tấm mica số 3 có giá là 120.000 đồng này. Dài 75, rộng 39 và dày là 5 mm. Tấm này thì được dán hai mặt mờ này để cho chống nhìn trộm qua nhé. Được dán lớp giấy mờ nhé, anh em có thể bóc ra nhé. Đấy. Rồi, mã số 3 120.000 đồng.
Tiếp theo tấm Mica mã số 4 có giá là 120.000 đồng. Dài là 84, rộng 44 và dày là 5mm nhé. À, hàng tháo máy thì có những cái vết xước này, anh em lưu ý cho em nhé. Hàng tháo máy có những vết xước và một vài lỗ đã được khoan sẵn trên thân này. Đó. Mã số 4 120.000 đồng nhé. Kích thước 84, rộng 44 và dày 5mm. Tiếp theo tấm số 5 này có giá là 150.000 đồng này. Dài 70, rộng 63 và dày 5mm nhé. Rồi, mã số 6 có giá là 120.000 đồng này. Dài là 70, rộng 52 và dày là 5mm cho anh em nhé. Tiếp theo tấm số 7 có giá là 120.000 đồng. À, dài 88, rộng 35 và dày 5mm này. Tiếp theo là tấm số 8 có giá là 150.000 đồng. Nó dài là 1m18, rộng 35 và dày là 6mm nhé. Dày 6mm. Anh em lưu ý nhé. Đó, những cái tấm to thì thường nó bị xước sát nhé. Đấy. Rồi, tiếp theo mã số 9 có giá 90.000 đồng này. À, tấm này dài 52, rộng 46 và dày 5mm nhé. Rồi, tấm số 10 nhé, 120.000 đồng. Dài 70, rộng 51 và độ dày là 5mm. Tấm số 11 này, 110.000 đồng nhé. Dài 62, rộng 51 và dày 5mm. Tiếp theo tấm thứ 12 này, 120.000 đồng. Dài 70, rộng 53 và độ dày là 5mm nhé. Tấm thứ 13 này, 120.000 đồng tấm này anh em nhé. Dài 71, rộng 59 và độ dày là 5mm. Anh em thấy nhé. Đây, hàng có bị xước sát này. Anh em nhìn có thể thấy này. Đây, những cái dấu vết mà nó xước xước này. Đây, anh em thấy không? Đây, đây. Nó nhìn ở trên máy quay thì nó không thấy rõ đâu. Nhưng nhìn ngoài thực tế nó sẽ thấy rõ bị xước xước. Như kiểu là mình dùng cái vật gì cào cào lên nhé. Đó, mã 13, 120.000 đồng. Dài 71, rộng 59 và độ dày là 5mm nhé. Tấm thứ 14 này, giá là 120.000 đồng cho anh em nhé. Đấy, dài 84, rộng 55 và độ dày là 5mm. Đây, tấm này thì lại nó có hai cái lỗ như thế này nhé. Đấy. Đấy, đây một lỗ nữa. Đầu này một lỗ nhé. Và đầu này một lỗ nhé. Đó. 120.000 đồng mà tấm thứ 14 nhé. Tấm số 14 cho anh em nhé. Tiếp theo tấm số 15 có giá là 130.000 đồng này. Dài là 70, rộng là 64 và độ dày là 5mm. Đấy, tấm này thì nó sẽ có một cái vết xước dài ở đây này. Đây, có vết xước dài từ đầu này sang đầu này. Đó. Mã 15 130.000 đồng cho anh em nhé. Tiếp theo tấm số 16 này, 110.000 đồng. Dài 77, rộng 51 và độ dày là 5mm anh em nhé. À, anh em lưu ý hàng tháo máy chắc chắn sẽ có xước sát rồi. Rồi, tiếp theo tấm số 17 cho anh em này. À, sẽ có giá là 220.000 đồng nhé. Nó dài là 1m03, rộng 70 và độ dày là 5mm. Đấy. À, tiếp theo ở đây thì em có những cây cảm biến ga này. Mã C53 có giá là 150.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những cái cảm biến của Hàn Quốc nhé. Đấy, 150.000 đồng một cái. Con này thì nó báo được khói này, báo được rò rỉ ga anh em nhé. Đấy, thế nên là anh em có thể báo làm cảm biến báo cháy hoặc là báo rò rỉ ga đều được. Ở đây thì
cái đầu hút của nó thì đầu gió vào của nó đang hơi nhỏ một chút nhé. Anh em về có thể dùng cái khoét thì khoét rộng cái này ra để cho nó nhạy hơn nhé, cho nó ví dụ mùi nó sẽ nhận biết nhanh hơn và khói nó sẽ nhận biết nhanh hơn nhé. Đấy. Mã C53 có giá là 150.000 đồng một cái cảm biến nhé. Tiếp theo mã C54 sẽ có giá là 150.000 đồng một cái còi này. Ở đây thì em có những cái còi báo sử dụng điện 24V, 12 hoặc 24V nhé. Đấy. À, kích thước là 8 x 8 và độ dày là 7 cm nhé. Còi này thì sẽ có 4 chế độ nhạc chuông hoặc còi báo cho anh em nhé. Rồi, tiếp theo mã C55 em về được một cái duy nhất. Đấy, mã còi Kino này. 280.000 đồng một cái nhé. Con còi này cũng là của Hàn Quốc, Made in Korea, nhưng con này thì sẽ có 4 chế độ và tổng cộng là 24 64 24 nhạc chuông này hoặc là còi báo động nhé. Đấy, còi rất là to, anh em có thể điều chỉnh mode ở đây và điều chỉnh loa ở đây. Điện thì nó cũng sử dụng điện 12 hoặc 24 thôi. Con này cũng thế thôi. Có cái vị trí điều chỉnh loa này. Điều chỉnh loa này. Đấy. Con này thì chỉ có 4 nhạc nên là nó không có chế độ nhá. Rồi, mã C55 có giá là 280.000 đồng một cái nhá. Ở đây thì em sẽ có một cái video test cái cảm biến này và đấu nối giữa cái cảm biến và cái còi cho anh em có thể mua hai cái một lúc nhá. Đó. Rồi. Hello, xin chào anh em nhé. Video này thì là em hướng dẫn cho anh em cách đấu dây của từ cảm biến ga này sang một con còi báo này. Đấy. Ở đây thì anh em chuẩn bị cho em 4 sợi dây bất kỳ nhá, dây màu nào cũng được. Đây em lấy hai dây màu này. Đó. Ở trên cảm biến ga này nó có hai cái tiếp điểm này, DO1 và DO1G này. Đấy. Anh em đấu hai đầu dây vào hai tiếp điểm đấy cho em. Đây, bây giờ em đấu luôn nhé. Rồi, ở bên đây là ở bên cảm biến ga nhá. Ở trên còi này, hai đầu dây đấy này. Anh em tiếp tục đấu vào một đầu vào cái chữ SITCOM. Đấy. Và một đầu còn lại thì anh em sẽ đấu vào bất kỳ các tiếp điểm khác như K1, K2, K3, K4 nhé. Đó, em ở đây thì em đấu vào K1 luôn. Đây nhá. Đây bước đầu tiên anh em đấu từ đây. Từ chữ D0, D1 sang vị trí sitcom và K1. Chúc em nhé. Đấy. Tiếp theo là hai sợi dây. À, hai sợi dây này thì là cho là hai sợi dây nguồn anh em nhé. Hai sợi dây nguồn. Thì ở trên cái còi này nó sẽ có cái vị trí này âm và dương này, 12V và 24V này. Ở đây thì em đang sử dụng nguồn 12V thì em sẽ đấu vào vị trí 12V anh em nhé. Anh em về có nguồn sẵn 24V thì anh em phải đấu sang cái vị trí 24V giúp em nhé. Đấy. Rồi, ở trên cái cảm biến ga này nó sẽ có cái cộng và trừ ở đây. Đấy. Đấy. Thì anh em cũng đấu này tương đương cái vị trí trừ trên cái loa và cộng trên loa trên còi nhá. Vào này, âm thì vào cái vị trí âm này, nó hơi chéo dây một chút anh em nhé. À, con này âm thì nằm bên phải, còn con này thì âm thì nằm bên trái này. Anh em đấu vào đây. Cộng anh em đấu vào đây nhá. Đấy. Rồi tiếp theo ở đây là em dùng một con nguồn, hiện tại em đang dùng một con nguồn 12V đây này anh em này. 12V 3,5A. Em đấu âm âm là dây đen dương và là dây đỏ nhá.
Anh em ở đây thì anh em có thể đấu trực tiếp vào cái vị trí còi cũng được này, à vị trí cảm biến này, anh em đấu vào đây hoặc là anh em đấu trên vị trí còi. Đấy, thì ở đây thì em đấu ở trên còi cho anh em nhé, hoặc là anh em có thể đấu ở vị trí cảm biến ga ở đây cũng được. Chứ đúng vị trí cộng này, ở đây nó có đánh dấu này, cộng ra và trừ, thì anh em đấu hai vị trí đây giống nhau. Đấy. Ở đây thì em đã đấu xong cho anh em nhé. Đấy, đã đấu xong cho anh em như thế này, anh em để ý em hướng dẫn nhé. Đấy, dây D0, DO1 và DO1G thì vào một đầu sitcom và một đầu K1, K2, K3 bất kỳ. Cộng bên này vào cộng bên này, trừ bên này vào trừ bên này. Anh em sử dụng 12V thì anh em sử dụng nguồn 12V nhé. Đấy, sau khi đấy thì em sẽ cấp nguồn này. Đấy, khi cấp nguồn thì cảm biến thì nó sẽ hiển thị như thế này. Đấy, cảm biến nó sẽ hiển thị như thế này. Anh em không cần cài đặt gì vì em bên em đã cài đặt sẵn nhé. Đấy, thì ở đây thì trước tiên là em sẽ test bằng ga cho anh em này. Đấy. Con này thì anh em đợi một chút, nó phải đợi một chút nó mới khoảng 1 đến 2 phút thì nó mới bắt đầu nó báo cho anh em nhé, 1 đến 2. Đấy. Đấy, anh em test thì anh em muốn tắt nhanh thì anh em dí nhẫn có một cái nút set đây này. Em dí nó xuống thì là nó sẽ tự tắt nhanh nhá. Và ở đây thì anh em muốn test lại nhanh ấy thì anh em phải dùng miệng thổi vào. Thổi vào cái cảm biến này để cho nó hết cái khí ga cũ nằm trong này đi thì anh em mới test tiếp được nhá. Đấy, sau anh em test tiếp này, anh em chỉ tí ga này. Đấy, nó sẽ báo nhé. Đấy, anh em nhấn giữ một chút là nó sẽ tắt. Xong anh em lại phải thổi đi, anh em muốn test tiếp thì anh em lại phải thổi đi nhé. Đấy, rồi đây em sẽ test bằng khói cho anh em nhé. Bây giờ em đốt một cái tấm bìa này. Đó, đây. À, khi mà cái khói nó phải bay vào cái chỗ này thì nó mới ấy nhá, anh em về có thể khoét rộng cái này ra để cho nó dễ hứng khói này. Đấy nhá. Đây, em phủ tắt khói đi nhá. Đây. Em phải để cho đây gió đã đang thổi quá, em phải để cho nó vào hướng. Đấy. Đấy, em phải nhấn nút set nhá. Bây giờ anh em để khói này nó lại vẫn báo được này. Đấy. Ga thì là nó phải hết cái mùi ga nhưng mà khói thì nó sẽ báo rất là nhạy nhá. Thế nên mà anh em mỗi lần test thì anh em phải thổi đi. Còn khi mà anh em dùng cái này thì chỉ cần một lần nữa thôi. Chỉ cần một lần thôi là anh em có thể biết được là nó đã cháy rồi nhá. Đấy, sau này mình sẽ mua cái khác, ví dụ anh em nhà có nhiều vị trí thì anh em có thể mua nhiều bộ lắp từng vị trí cho nó dễ dàng. Đấy. Rồi, video mất hơi dài một chút. Đấy, ok anh em nhé, hàng bên em có bán rời cả còi và cảm biến cho anh em. Ok anh em, video hôm nay thì em xin lên được một số mặt hàng thảo máy công nghiệp chào bán cho anh em. Đến đây thì em xin phép kết thúc video và xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo anh em nhé.